Thơm thế nhỉ? Ui anh ơi thơm lắm anh ơi. Ừ, cái này là hoa tam bảo sắc các bạn ạ. À, hiện tại thì các bạn, hôm nay mình đi vào trong suối đẩy. Và hôm nay mình lại quay lại nhà của một anh lùng thủ. Đấy, thì hôm nay anh có cái giò lan này là nở rất đẹp. Đây là hoa tam bảo sắc bạn. Mình đứng đây là có mùi thơm thoang thoảng. Anh ấy chơi cũng chơi lan nhiều. Đây là hồ điệp này. Đấy, đây là hồ điệp này, màu này cũng rất là đẹp. Đấy thì hôm nay vào chủ yếu là mình lại quay chim cho anh em. Hôm nay Avi đông hơn ở sân. Hôm nay thì Avi của anh là có mấy con chè lửa. Đấy, có cả trà mau, có cả chè lửa trong đây. Chè than. Chè lửa. Có một con lửa. Có hai con chè lửa. Có hai con lửa luôn nhỉ? Hai con chè lửa. À, vâng, và có hai con chè lửa, một đực, một trống và một con trà mào. Đấy, anh ấy nhốt trong AV này nữa. Đấy, để trong AV này nuôi, chắc là anh ấy nuôi ép đẻ hay sao. Lấy nữa là anh ấy cho con trà mào ra. Đấy, cám cái thứ để trong kia đổ kìa. Đấy, thế là hiện tại thì hôm nay anh đi làm rồi. Và có cháu ở nhà. Đấy, thì các bạn ơi, hiện tại thì anh có khuyên bẫy đấu các bạn ơi. Đây, khuyên bẫy đấu này các bạn ơi. Là ở riêng rồi đấy. Đây là ra ở riêng đấy. Bây giờ tách ra là líu rồi đấy. Đấy, mấy con khuyên này rất là đẹp luôn. Mà trống 100% nhá. Đấy, nhìn kỹ này, trống mà bụng vàng luôn nhá. Đấy, bụng vàng chưa. Đấy, mà khuyên này khuyên rừng rất là đẹp các bạn ạ. Anh ấy bán khuyên bẫy đấu đấy. Nếu anh em nào bây giờ là mua về là phát là líu luôn đấy. Đấy, thì anh ấy tách ra đây là lồng khuyên. Hôm trước thì anh có mấy gì, có rất nhiều cơ, nhưng mà hôm nay thì anh lại có ít. Con khuyên bẫy. Đấy, và có con khuyên mồi bẫy đây các bạn ơi. Con khuyên mồi bẫy. Đây, con này thì của anh ép ra đây. Đấy, còn con trong nhà nữa. Đây, đây mình cho các bạn xem con này nữa này. Trời ơi, trong nhà líu quá nhỉ. Chưa líu. Ủa đây, con này như là, con này mồi gì đấy? Con đây là mồi trà mào, tí nữa quay cho anh em xem. Đây này anh em ơi, đây là con đây không phải chị, đây là con chim con lừa này. Đấy, còn con kia là con mồi. Còn đây cho xem trà mào của bác đây. Vâng, thưa anh em, đây là con trà mào mồi của anh ấy. Hiện tại thì anh ấy không ở nhà. Thuần đấy, con này thuần đấy. Không đấy, thuần rồi đấy, không nhảy không dậy lắm, nhưng mà mình là người lạ ấy thì vào thì mới thấy nó thế này thôi, đúng không? Đấy, nó không dậy lắm, nhưng mà kiểu gọi là chủ thì nó sẽ thuần hơn đấy, đúng không? Đấy, còn đây là con trà mào mồi của anh ấy nhá. Đấy, đấy, và ở trong nhà nữa đây này anh ơi. Đấy, trong nhà của anh ấy đây anh ơi. Kêu luôn đấy, đấy nó tít luôn đấy. Đấy, đấy, chơi hot luôn kìa. Chơi luôn đấy. Đấy, đây là con khuyên này, là khuyên của anh hay đi bẫy đấu đây này. Anh hôm nay đổ ra đây, ném ra đây. Đấy, và đây có con trà mào rất là đẹp này. Anh ơi, quay đây trà mào. Đấy, bộ rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, bắn đấy, bắn. Quyên thì đang tí tiêu để đấy, gọi. Đấy, còn đây là con trà mào của anh con hay là anh mới để anh tách ra đây chơi này. Con này quay tít anh. Ừ. Thấy không? Đây là chào con trà mào của anh ấy. Đấy, và hôm nay thì chủ nhân của chúng ta là đã đi vắng rồi, đúng không? Đấy, đây là cầm có cả khè đây này. Đây là khè đây này. Đấy, và có con khuyên ở kia. Đấy, bác này bác ấy hay đi đẩy khuyên. Mình cho vào đây cho khè thi nhé, anh em xem. Đây nè. Đặt lồng xuống. Ui giời. Anh em xem. Mình sẽ đặt đây nhé. Đấy. Để đi ra. Đấy. Ui con trên múa kìa. Đấy, anh em nào mà thích hai cái con này thì hãy liên hệ với số của chủ nhân nhá. Đấy, thấy chưa?
vào ghè chim luôn anh em, ghè chim luôn. Chính con trong lồng. Con trong lồng là con hay mà, con trong lồng là con hay. Con trong lồng kia mới là con cằn. Nó quát cái này thì còn hơi run thì đấy, ờ. Đấy anh quay gần thì đấy, anh em thấy không? Đấy, chim phát ghè phát phải nổ lên luôn như này. Múa luôn. Múa luôn. Đây. Đây. Đấy, hai con này rất là đẹp luôn. Anh em xem thấy chưa? Đấy, chơi chim mới chọn chim là phải đem chim với ghè như thế này nữa anh em. Đấy, mình treo để mình dịch ra một tí, anh treo dịch ra một tí xong. Dịch ra cơ. Nó không sợ người đúng không đấy? Ừ. Ơ anh có cả con cuốc mồi này. Ừ. Các bạn ơi, đây là con cuốc mồi này các bạn ơi. Mình không để ý đây này. Đây anh có con cuốc mồi này nhé. Đấy, đây là con cuốc mồi này, này để đi bẫy đây này. Cuốc mồi phải nuôi lon này. Ừ, cuốc mồi nó nuôi lon nó nuôi già cũng được nhưng mà cứ cho vào cái lồng này lồng bẫy. Đây là lồng cuốc cuốc mồi để đi bẫy mồi về thịt đấy. Đấy con cuốc mồi. Đó. Đấy này, xem. Con này này, thấy chưa? Anh em để xem con ở ngoài nữa, hình như anh có con ở ngoài để lấy cơ. Con treo ghè ở trong nào anh để biết em. Anh ơi. Mời anh em ơi. Hiện tại thì anh ấy để cả chim bên này nữa. Đấy, chim bên này nữa vào đây. Đấy, ở trong này có con chà mào đây này. Nhiều thế. Bây giờ mình sẽ cầm con này ra để đặt với cả cái con chim ở kia xem như nào nhé. Đấy, đây là con của anh ý. Đấy, thằng cu cháu. Đặt xuống dưới. Đặt xuống dưới đất, đây, anh em xem luôn. Đấy, cho ba thằng bé nhau nhé. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mới xem. Đẹp nhỉ? Ba con đẹp. Còn con nào nữa ở ngoài kia nhỉ? Hay là mỗi hai mấy con này có lồng không nhỉ? Đấy. Này ghè chim đúng không? Đấy. Đấy, ba anh em mà muốn thích thì như thế. Thế thì anh ấy sẽ để cho chim cho. Thôi chắc là nó quen nhau rồi nó không ấy đâu nhỉ anh hiểu nhỉ. Thôi thì mình cũng kết thúc clip ở đây nha anh em nhé. Và xin chào anh em nào muốn mua chim thì hãy liên hệ với mình qua cái số điện thoại của tí nữa mình sẽ đăng số điện thoại của anh lên cho các bạn xem. Thôi xin chào anh em.